Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Vào cuối tuần qua, giới hữu trách tại tiểu bang California đã cảnh báo người dân về việc cơn bão Harry có thể gây ra lụt lội, bị cúp điện ở khu vực phía nam của California khi cơn bão này đổ bộ. Tiểu bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời hối thúc người dân hãy hoàn tất việc phòng chống bão. Thống đốc tiểu bang California là ông Gavin Newsom cho hay, chính quyền tiểu bang đang kêu gọi mọi nguồn lực để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được xem là có thể tàn khốc nhất từng tấn công California trong 84 năm qua. Quận hạt San Bernardino cũng đã ban hành lệnh cảnh báo di tản đối với một số cộng đồng cư dân sống trên các vùng đồi núi. Chính quyền California cũng ban hành lệnh khuyến cáo di tản đối với cư dân trên đảo Santa Catalina. Những ngày qua, những tin tức về cơn bão Harry dự trù sẽ đổ bộ vào miền nam California cũng khiến cho người dân lo lắng. Không ít thì nhiều thì người dân cũng chuẩn bị phòng chống cơn bão này. Trong khi những người gốc Hispanic lo chuyện để lấy bao cát phòng chống nước ngập vô nhà, thì các cư dân gốc Việt lại lo chuyện thức ăn trong những ngày mưa bão. Tất cả các bãi biển ở hai quận hạt Orange và San Diego sẽ đóng cửa. Sóng biển có thể cao từ 8 cho tới 10 feet vào hôm Chủ nhật. Và sang tới ngày thứ hai, ở các bãi biển như là Newport Beach, Huntington Beach ở quận Cam, cùng với Cabrillo Beach, Palos Verde và Yuma ở quận hạt Los Angeles. Nơi có mùi đất nhô ra có tên là The Wreck ở Newport Beach, nổi tiếng với những cơn sóng cao, thì sóng có thể lên tới 15 hoặc thậm chí là 20 feet. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, cơn bão nhiệt đới Harry đã tiến lên phía bắc ngay ngoài khơi bán đảo Baja California của Mexico. Và cơn bão này yếu đi chứ không phải là cơn bão cấp 4, thế nhưng vẫn mang theo nhiều cơn mưa mà các nhà dự báo thời tiết mô tả là thảm khốc, tạo nên những trận lụt dễ gây chết người trên một vùng khá rộng lớn tại miền Tây Nam của đất nước Hoa Kỳ. Cư dân ở Little Sài Gòn cảm nhận động đất 5.1 độ ở phía bắc của Los Angeles. Người dân ở khu vực Little Sài Gòn đều cảm giác được trận động đất vào lúc 2 giờ 41 phút chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 8. Một trận động đất mạnh 5.1 độ đã làm rung chuyển khu vực Ojai thuộc về Ventura County, cách thủ đô của người Việt tị nạn khoảng 110 dặm về phía bắc, theo đài CBS Los Angeles đưa tin. Theo cơ quan địa chấn quốc gia USGS, thì tâm chấn nằm ở cách thành phố Ojai khoảng chừng 4 dặm về phía nam, dưới độ sâu là 9 dặm. Tiếp sau trận động đất 5.1 độ là một loạt hậu chấn, trận lớn nhất có cường độ là 3.6 độ. Không có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc là thiệt hại, nhưng trên truyền thông xã hội, vụ động đất đã được cảm nhận trên toàn Los Angeles County, Orange County cũng như là Riverside County. Phần khung bị cháy rụi của chiếc xe thể thao Ferrari được bán đấu giá tới gần 2 triệu Mỹ Kim. Phần khung bị cháy rụi của chiếc xe Ferrari bị thiệt hại trong một cuộc đua vào thập niên 1960 đã được bán cho một nhà sưu tập với giá là 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Chiếc khung xe này được bán cho người mua giấu tên tại cuộc đấu giá RM Sotheby's diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ xe hơi Monterey được tổ chức ở thành phố Monterey, miền nam California. Trước khi bị cháy rụi thì chiếc khung xe này từng là mẫu xe Ferrari 500 Mondeo Spider Series được chế tạo vào năm 1954. Đây là chiếc xe thứ hai trong số 13 chiếc xe mang tính biểu tượng của Pininfarina. Những gì còn lại của chiếc xe Ferrari nói trên đã bị bỏ quên trong khoảng 40 năm cho tới khi một cơn bão năm 2004 phá hủy nhà kho nơi lưu trữ chiếc khung xe này cùng với 19 chiếc xe Ferrari khác. Phần khung xe nói trên được giữ nguyên trong tình trạng bị cháy xém và vẫn còn nguyên số khung do nhà máy cung cấp, rồi các góc ở phía sau hộp số cũng như động cơ 4 xi lanh kiểu thẳng hàng Tipo 119 Lampredi và 3 lít. Người mua có kế hoạch sửa lại chiếc xe Ferrari này để đưa chiếc xe trở lại đường đua. Ban đầu, chiếc xe Ferrari nói trên được Enzo Ferrari bán cho Franco Conaccia vào năm 1954 và bắt đầu cuộc hành trình đua xe dưới sự điều khiển của tay lái Franco Cortes trong giải Coppa della Toscana
và cuối cùng đã về hạng nhì. Chiếc xe này gặt hái được nhiều thành công tại giải Mau Maglia vào năm 1954, nơi chiếc xe về hạng tư. Và chiếc xe này cũng về hạng thứ 8 tại giải Imola Grand Prix. Khi chưa bị thiệt hại thì chiếc xe này được sơn màu đỏ Rosso Corsa mang tính biểu tượng của Ferrari với nội thất vinyl màu bear Simipelli. Chiếc xe này được chuyển tới Hoa Kỳ vào năm 1958 và tiếp tục được đưa vào đường đua cho tới đầu những năm 1960. Sau đó chiếc xe gặp phải tai nạn tại một cuộc đua không xác định và bị bốc cháy. Sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Về việc một tài xế xe bus thấy bà cao niên 86 tuổi bị đánh bất tỉnh ở trên phố, chẳng những không giúp đỡ mà còn xông vào cướp tài sản, khiến cho dư luận Los Angeles chấn động. Sự việc xảy ra ở tại khu phố Adams Normandy, phía nam của thành phố Los Angeles. Đoạn phim từ camera giám sát cho thấy bà cao niên đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè trước sự chứng kiến của nhiều người. Đột nhiên, tài xế xe bus từ trên xe bước xuống, lấy chiếc ví của bà, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhiều người có mặt tại đó đã cố gắng truy đuổi nhưng không thể ngăn cản hắn ta bỏ chạy. Sở cảnh sát Los Angeles cho biết, đội tuần tra đã được cử đến hiện trường để xác minh sự việc. Nghi phạm đánh bà đã bị bắt giam. Theo cảnh sát trưởng, bà cao niên bị chấn thương nghiêm trọng sau vụ tấn công, tình trạng rất nguy kịch. Đội cứu hỏa và nhân viên y tế có mặt kịp thời để chăm sóc nạn nhân, đưa bà đến một bệnh viện gần đó. Sau một thời gian cấp cứu, nạn nhân đã tỉnh nhưng không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra cũng như là diễn biến của vụ hành hung gây nên vết thương ở đầu. Hiện nay, tài xế của xe bus cướp ví của bà cụ vẫn đang lẩn trốn sự truy bắt của các giới hữu trách. Theo mô tả, kẻ này ở độ tuổi 40 hoặc 50, có ria mép và râu, mặc áo khoác New York Yankees, đội mũ len sẫm màu, quần sẫm màu và đi giày xám. Về việc bà cao niên bị hành hung đến bất tỉnh, hiện nay vẫn chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân khiến cho nghi phạm ra tay tàn nhẫn với người phụ nữ này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Viettel Apps, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.